Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Quantum Break, một game của Remedy Entertainment nha. Ok, chúng ta bắt đầu này. Chúng ta sẽ chỉnh brightness, độ sáng cho nó hơi sáng sáng màu tí để cho mình dễ xem nha. Khi mà biểu tượng này hiện lên thì không được tắt cũng như khởi động lại máy vì cái này nó sẽ đang sale nha. Computer. Ok, hiểu rồi. Mọi lựa chọn ở quá khứ sẽ làm thay đổi tương lai. Ok, trước khi mình vào game thì mình sẽ vô option để mình chỉnh về sub với lại nè. Sub được on rồi. Ô đâu đâu. Quên. Display Ultra. Vision mình để off nha. Nếu mà không có off cái vision này nó sẽ khóa ở 60 fps. Subtitle nè. Đây là như phụ đề á. Mình mở lên. Mở lên để cho nó chạy chữ để cho mình hiểu được chứ. Ra hết đi. À, cái này hai là hết mức rồi. Screen Space Reflect. Hai effect. Hiệu ứng nè. Này là khử răng cưa. Cho okay, chắc ổn rồi đó. Mình vào game nè. Mình sẽ chơi ở chế độ normal nha. Hôm nay mình sẽ chơi bằng controller. The number one killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Có một thiết bị có thể sửa đổi điều đó. He has superpowers. Jack. Him and me both. Siêu năng lực. We failed. Chúng tôi đã Jack. And of course, du hành thời gian. Jack. Going too fast for you? Mình nghe quá nhanh với cô à. Okay. What do you want to cover first? You tell me. Có muốn phủ nhận. Let's start at the beginning. When you first arrived at Riverport University. Monarch Solution. I came back home to see my best friend Paul Serene. He wanted to show me what he'd been working on. Anh này về nhà để gặp My brother Will was a là bạn thân của anh ấy. He was also involved. Và em của người và em của anh này là Will, cũng là một nhà khoa học. He was right. Thì mình cũng đã nghiên cứu sơ sơ về về cái game này rồi. Cái game này nó có một cốt truyện khá là phức tạp. Nó vừa du hành thời gian rồi thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai tùm lum hết. Còn anh này đang đi trên đường về nhà. Riverport. Đây là bờ sông của đại học. Đại học cặp bờ sông, không biết đại học gì. Thanks for the ride. No problem. Cảm ơn về chuyến đi nhé. Không vấn đề gì. No problem. Khá là đẹp đấy. You'd been away for 6 years. Paul and I had... mình thấy nó hơi sáng. Cái brightness này. Brightness mình chỉnh xuống chút. Cho nó to touch, vừa but đúng không? Well, not so much. How did it make coi you feel? Đồ họa các bạn. I was just happy to see Paul. Mình đang ở khoảng 90 tới 110 fps nha. Khung hình khá là cao. Mình game này của Microsoft phát hành mà mình nó phát hành trên
Microsoft thì chủ yếu phát hành trên Xbox, Xbox 360, Xbox One. Jack. Hàng 4 giờ sáng, tại sao không phải là đợi tới sáng luôn? Chắc có chuyện gì rất là gấp. À, đây. Timeline. Nó có cái kiểu như là cái phim, cái hiệu ứng mờ của phim ảnh đó, để mình xem coi mình có chỉnh lại được không? Off bớt đi. No. Volumic. Oh shit. Làm sao mà mình chỉnh lại được ta? Mình không biết nó là cái gì ấy chứ. Phim gan à. Cái phim gan nó sẽ làm cho kiểu như là đổ hộp á, nhìn nó mờ mờ ảo á. Ọp đi. Ừ. Đó. Nó hết cái hiệu ứng hộp rồi các bạn. Mình tiến vào khuôn viên trường đại học này. Ui mấy. Sao mà ra đây nằm vậy? Lúc xá không ở, mình băng qua được. Ừ, hay quá, mình băng qua được. Anh ơi. Some protest. Xỉn mẹ nè. Ui, bà, coi các bạn coi đồ họa nè. Chi tiết mà nó đẹp. Ui. Hey, hàng chị làm gì đó? Physics building is? You mean the big ass metallic turtle behind me? Hard to miss, man. Thanks. Anh này hỏi về cái khu nhà vật lý, khu hey, nhà. Ui, về nhà đi má, mấy giờ sáng rồi, chắc cũng gần 4 giờ sáng rồi. Thanh niên kia mới gọi điện cho mình 4 giờ sáng. Rất là nhiều thông tin nha, mình sẽ đi thu thập. If you're with that fraternity, you've done enough damage. We're being shut down. Hey, I come in peace. I'm just meeting a friend nearby. At 4 a.m. Yeah, tell me about it. Well, we're spreading awareness about Monarch Solutions, so if you want to know how badly they're giving us the shaft, then you can just ask me. Okay. Monarch Solution. Object file. It's not a lake. It's an ocean. Ghê vậy. Thôi. Paul had always been hungry for success. Driven. He made it onto a lot of those top young professionals lists. Hey, Paul. And now he was coordinating some huge project at the university. Hey, Paul. It's a big deal for him. Hey, protest over. Liam. At home. Liam Brock. Now I'm here, Chief. Holster that safety whistle. Liam Brock thì mình không biết. Ở mấy trường đại học ở bên Mỹ, những cái sinh viên người ta có những người rất là giỏi. You made a long nghiên cứu như là just tiến sĩ luôn các bạn. Project? Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. Những trường trong mấy cái trường đại học người ta nghiên cứu những cái đề án, những cái chương trình hay nó là ứng dụng vào đời sống. Ấy. Jack Joyce. Oh, Paul. In the flesh. The esteemed Mr. Paul Serene. Shaking money bags. Bạn thân gặp Shut nhau, up and bring it in. Thảo mai rồi. Chào mừng về nhà. Six years. Cái mặt ông này giống Littlefinger trong series Game of Thrones các bạn. Come on. Khá là xảo quyệt. Trong game, this trong way. Game này lại đóng dây. We're going upstairs to the project lab. Dây tốt. How was the flight? First class. Thank you for that. To step up from our van trip to Utah. I missed that van. I'm guessing Will's not meeting us. He doesn't know we're here. I knew Paul had asked my brother Will to consult on his project. Will was all the family I had. Cái này mình đang kể nha. He was mình đang trả lời phỏng vấn cho cái bà hồi nãy á. Cái bà hồi đầu game mình ngồi chung. There's more to this than you're letting on.
Is it about my brother? Still worry about him, huh? If Will did something wrong, then... Jack, man. Jack. Look, I've been tight-lipped about this for a reason. This project we've been working on is going to change the entire world. Why do I smell one of your long-winded presentations on the horizon? I would never. Nói chung Paul đang nghiên cứu về một cái a perfectly placed presentation to illustrate the project. Now, who put that there? Oh, shocking. Okay. Enough joking. The lab's this way, Jack. Come on. Thôi. We'll get to your lab. I want to see your presentation. I know you love this stuff. Come on, man. Dazzle me. Yeah. Well, if you insist. Damn. Progress. Final. Our primary drive as a species. Over time, we have cured life-threatening illnesses. Explore the world. Cái này giống như thuyết trình bảo vệ luận văn đại học các bạn. But there is one element which denies us true progress. Time itself. Chính là thời gian. Now, thời I'm not a scientist, cho, but here's how it's been to me. We've known that in theory, rotating black hole creates a deformation in space-time, potentially allowing travel through both space and time. Years ago, ra một cái William Joyce, hố đen. Khi mà mình đi xung quanh cái hố đen đó, đó mình sẽ phá được cái rào cản thời gian. Which fill an all-encompassing field, enabling the constant and steady progression of time. Here at Project Promenade, we have combined both these theories to discover a way to manipulate that field. And the results are staggering. Hay đấy. There's more, but that's enough of a primer for now. Thôi, đi được chưa? All right, let's do this. So this is about quantum physics. Cái đó chỉ là lý thuyết. Well, you know my brother spent years ông này, stuck ông đang nghiên cứu về thực tế nè. Is that why you brought Will on as a consultant? When Dr. Kim passed away, your brother was the obvious choice to come in to replace him. Welcome to Project Promenade. Chương trình Promenade. Oh, shit. You guys must have some budget. What is all this? The future, Jack. You were looking at the biggest discovery of our time. It's impressive, but Will's the scientist. What do you need me for? There's a reason we're doing this at 4 a.m., Jack. Trong thời đại của chúng ta. I need someone I can trust. Hình như ông, I need hình you to help me convince Will. Yeah, I had a hunch. Đến giờ lúc... When your brother found out the scope of what we were building here, he... Well, đến giờ lúc 4 giờ sáng you know Will. Mà không phải đợi tới sáng. Yeah. Hang on, I gotta get something from my desk. Will overreacted, scared off the investors, ranting about miscalculations, dangers, all with no evidence. It works, but they're gonna cut our funding if I don't prove it. Đúng rồi, nghiên cứu lý thuyết thì lý thuyết chứ không là gì, lý thuyết vẫn không là gì. Khi mà anh có thể chứng minh được. Jack, you know asking for our help is not easy for me. I am in deep trouble. Yêu cầu giúp đỡ không có dễ dàng gì với tôi cả. You see, the tests I have to run here are not strictly speaking legal. You're the only one I can trust to help me with this. Whatever Will did, sao dính tới pháp luật. I want to make it right. I love my older brother, but he didn't make it easy. It's already essentially set up. Anyone can do it, but you're the one I want to do this with. Jack, thank you. I knew I could count on you. Không có chi, không có chi đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Okay. Giờ thì thế nào? À, bên kia một phòng điều khiển, bên đây một phòng điều khiển. I need you to push the lever over there, labeled Chronon Conduit. That'll activate the core. I'm gonna run diagnostics and make sure it remains stable. Phải ổn định chứ. Cái này mà không ổn định thì thôi luôn á. Ngay cả tên của cái game này là Quantum Break, là
phá vỡ lượng tử. Cho tí điện vào nào. Mở lên. Ôi. That's just the Chronon conduit initiating. Chronon, Chronon kiểu như là các hạt á. Hạt giống như proton hay là electron á. Sure, nhưng mà có thể đây là một cái hạt hạt lạ. Ui, coi kìa. The core replicates the effects of a rotating micro black hole, so activating it can be a bit intense. A black hole. Một hố đen. What exactly are we testing here? You're about to find out. Chính xác là chúng ta this way, đang cứu cái giống gì vậy? Just like old times, eh? Coi nó bẻ, bẻ ánh sáng. I'd raise some hell with Paul in the past. Hố đen có thể bẻ ánh sáng nha các bạn. I could tell this was different. Có thể hút ánh sáng vào tâm của nó. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. How could I? I knew Paul. He played it cool, but I could tell he was nervous. It's happening. We're really doing this, Jack. It's gonna be amazing. Sẽ rất là tuyệt vời. Here, take this. You need this key to activate the corridor. Corridor giống như hành lang. Cái này mình coi rồi. Phải có hai người dẫn cùng lúc. The same time to activate security precautions. Dẫn cùng một lúc để khởi động ổ máy. Giống như phóng một vũ khí hạt nhân vậy. Launching a nuke, right? One way to find out. Chỉ có cách để biết thôi bạn à. 2, 1. Turn. Jack. What? You didn't say zero. Come on, man. We need ground rules. Okay. À, đúng hai bạn lầy vãi. Anh vặn, tôi sẽ đi theo. Close enough. God damn, Paul. What is this? The corridor. The passenger enters one end, travels around the corridor. Arrives at a predetermined time and the physical location where the machine is situated in that time. Passenger. Wait. This is a passenger, vậy là mình phải đi qua cái hành lang đó. Actually going inside that thing, in the machine, through time. Đúng vậy anh bạn ạ. Đây là một cái cột mốc thời gian. And you're my witness. This is crazy, Paul. And this can't be safe. What happens when our team has already proven it works in the trial phase? It is ready. We've passed every test, every inspection. We're about to make history, Jack. Đưa thân mình ra test thôi chứ. Is it that switch? Đi theo bao nè. Áp tiệp nữa. 2 minutes to the past. 2 phút về quá khứ. Cái này là mình đi về quá khứ nha. Ui, thằng này. Vậy là thằng này ở tương lai. Cái thằng bước ra từ trong cổ máy là từ trong tương lai. How it's fine. Vậy là thằng này là quá khứ của thằng kia. It's okay, stay calm, Jack. Stay calm. There's two of you. You just fucking multiplied. Má đây biết nói sao luôn. This is exactly what was supposed to happen. That's he's me, a future version of me from 2 minutes in the future. Đúng rồi. Evil future self. Thằng này, cái thằng bên trái á, là nó là tương lai. We did it. Ui, sao hai thằng đụng fucking với nhau được? Incredible. I mean, just theo thuyết không gian á thì hai vật chất giống nhau á, không có đứng chung một chỗ đâu. Đụng nhau nó sẽ tiêu biến luôn. Jesus Christ. Ôi chui đi ông nội ơi. Go into the machine. You need to complete the cycle. Cái thằng ở hiện tại phải đi vô đó để hoàn thành. Wait, Paul, what are you doing? It's all a big loop, Jack. I need to enter the machine and travel back to the moment I exited the machine in order to, well, nó giống như một cái vòng lặp thời gian. Thằng này phải đi vô chỗ đó. There is no what if. I'm here. Không có if cái gì hết á. Không có nếu gì hết. Cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. You saw it, Jack.
We did it. Thấy nó đúng rồi. That's impossible. That's literally impossible. I mean, I can't even. There's no time to stop now. We need to test the other direction. Set the machine to 5 minutes to the future. Vãi cả đái, anh muốn đi 5 phút hả? Hồi nãy là quay về quá khứ rồi, thằng này sẽ quay về tương lai. What are you doing? Oh no. Jack. Will. You have to help me with this. We have to shut this thing down now. No, stop him. Shut up. Hold on. The core. Hold on. We can't shut it down. Paul's still in there. Will. Shut up. Look at me. Look at me. Put the gun down and we can talk. Okay? No, there's no time. You're not thinking straight. Put the gun down. Việc đâu. Jesus Christ, Will. Cái thằng này nó biết cái gì đó rồi. Time is going to end. Cái thằng William là thằng em của thằng Jack. Em trai của Jack. For what? Ủa nổ. No, I gotta let you out. You okay? I think so. I'll find a way out. Make sure Will's okay. Yeah. Okay. Không thời gian bị kiểu như là bị bẻ gãy luôn các bạn. Mọi thứ đều đứng yên hết rồi. Time is going to end. Thời gian sẽ kết thúc. Thời gian sẽ ngưng lại. Đi qua được không? Fuck is this? Yeah, mình đi đâu? Mở cái này ra hả? Is this really happening? Cái gì xảy ra rồi sao? À, thôi các bạn không cảm gì mình nha, tại vì mình ngồi hơi gần. Hơi gần chuồng gà. Nãy giờ tụi nó la hết. Lỡ mà có một tiếng mà hai con lọt vô thì mọi các bạn không cảm. Okay. Mọi thứ gần như là các nguyên tử của nó y như là bị phân rã ra luôn á. What the hell? This is crazy. Will. Nó bị vướng vô luôn rồi. Thôi nào. Jack. Hey, Will. Chào Will. You're safe. Giờ làm sao đấy? Chúng ta đã làm gì? She warned me. I knew she was right. All this time. Cô ấy đã nói đúng. Cô ấy đã đúng rồi. Vậy sao? Vậy sao mở? Cửa này nãy mà. Không có hướng dẫn, không có chỉ dẫn phục cước gì hết. Nó bị rã hết rồi. Come on. It's jammed. This wasn't supposed to happen. The thing is up. Stutter. Collapsed. Ui, cái đám này, đám lính này có cái biểu tượng của công ty Monarch này. Jack!
không có đường thoát. Mình sẽ đi qua cổ máy. Nó đi qua bên trái thì nó sẽ đi về quá khứ. Rồi cái thằng Paul nó đã về quá khứ luôn rồi các bạn. Cái quá. But there was no way to help him. I didn't know where he'd end up. Anh ấy đã đi đến đâu? Mấy cái đường hầm lượng tử nè. What the hell? Hurry, this way. Đi đâu? Lách quá. Thêm một đài taxi nữa. Your hands. Tay của anh kìa. Gotta keep moving. Hình như hồi nãy thằng này nó bị cái tia gì bắn qua. No. Ui, có thể thằng này thao túng được không thời gian luôn. Ngon anh. Quicksilver. Kiểu như Quicksilver. Jack. Anh you vừa... just what just go this way. Move. That was the first time my power started to manifest. An out of control burst of energy that saved Will. Jack, your proximity to the pulse. It must have altered your relation to the chrono. Will. What I just did back there. What the hell is happening? That's what I'm telling you. Not in the right language. Explosion make time go bad. If time is an egg, then that egg is fucking broken. The time egg is fucked. What? Why is there an nếu, egg in nếu this? Thời gian là quả trứng. There's a fracture in time. It's breaking down. Thời gian đã bị bể. Leading to the end of time. Bể nát. Door. What? Locked. Bể con mẹ nó nát. Cut my security clearance. Nó tự đấm vô luôn. Vãi rồi. Stand back. I'll get it open. HQ. Securing the Will. Server room. Over. More of them. Yeah. Hide. They're coming. In here. Chui chui vô đó đi. Không biết lấy cái đó đậy lại nữa. Paul about this. About the calculations. I tried to make you listen to me. By shoving a gun in my face? Yes, a gun. The universal symbol for shut the fuck up and listen to me. Sound logic is always... Shh. You... Ở bên ngoài là lính nữa các bạn. Hàng này mà gặp đạn đạn ngay. How? Why are you even here? That's your biggest concern right now? Paul brought me here to clean up your mess. My mess? Do you even... Từ từ thôi. Đạn rồi vô. You heard her. Let's go. Okay. Ừ, có một cái radio thông báo với mấy thằng lính là có động tĩnh ở tầng 2 gì đó. Ở thân máy nhé. Đi. You have no context for any of this, Jack. Chắc, you weren't here. Chắc bắt đầu đúng. What happens in 6 years? 6 năm này có rất nhiều chuyện xảy ra. Make it personal. They're trying to kill us, Will. It's pretty goddamn personal. Họ muốn giết chúng ta. Listen. Getting you involved is the last thing I wanted. I'm sorry. Right. Đi lẹ đi, trời ơi. Hai anh em tụi bay còn thối thời gian nữa thật sự. Nghe, còn đéo giúp mình luôn. Đéo đỡ cái thang gì mình luôn. Em với chả Út. Fracture in time is only gonna get worse. We have to stop this before it's too late. How? First, we have to get to my car. Ding. You're better at the door thing. Ooh. Will, get out! Oh, target's armed! Opening fire! He's pinned down! Yeah, I know this! Cò trái để nhắm, phải để bắn. Mày nó con.
giới hạn đạn luôn. Súng lục hay hẻm có giới hạn đạn đó. Nó có aim assist luôn. Mình nhắm là vô ngay cái thằng kia vậy. Ok. Will, are you okay? I think so. Jack, that was I know. Ooh, SMG. This is way out of hand. I'd used a gun before. I'd been in a couple tough spots. Never had an army of pro gunmen chase me. Nhắm mùa bấm nút ít á thì nó sẽ thay đạn. Not good. This is not good. There's the elevator to the lobby. Wait. It's coming down. Hide. Not again. Nếu phải thì gì? Take him down. What? These guys are on. Come on. Cái thằng lính cuối cùng nó sẽ có slow mo. Không cần nhắm đâu, các bạn bắn nó ít là tự thay đạn rồi. Time's acting up again. No surprise. We have to go. Thời gian bị giật lần nữa rồi. Did you hear that? They know our names. They knew we'd be here. Must be after the machine. The elevator. It's the only way out. We can't go to your car. Monarch could be expecting that. We have to, Jack. It's important. To fix the fracture, we need to get to my car. Okay, just walk me through this, Will. Okay, time's broken. Fine. But now you're saying we can fix it? In theory, I built something for such an event years ago. But finding the countermeasure won't be easy. The countermeasure? What? Cái là gì thôi? Okay. What happened? Jack? Maybe the door's still open. Let me try. Oh, xong. Will? Oh, crap. Frozen again. Somehow I could focus and unfreeze Will, even if the world was still frozen. Stunner. She was right about the fracture, about all of this. Where's your car? This way. Lính đạn. Rồi cái đám lính của Monarch này nó vô. I've met this girl. Come get me over here. She's not unfreezing. It worked on you. Why isn't it working on the others? I don't know. It may have to be chronic exposure. Không cứu được. Look at them all. It's a goddamn invasion. Why? Coi kìa. Khung thời gian nó bị bẻ rồi. Everybody. Every witness to what I've done. Tan hoang hết rồi. Nghe được tiếng của những người lụm đạn. You said you were prepared for this. You knew it was gonna happen. How? Beth Wilder. It's complicated. I'll explain in the car. Vậy là thằng em này nó biết một cái gì đó. Nhưng mà nó nói rồi rất là phức tạp. Nó sẽ giải thích cho thằng này vô xe. Mà không biết có vô xe được không. It's collapsed. Oh no, my car. They're patrolling the parking lot. Oh god, it's okay. Will, calm down, okay? I'll take care of this. I'll fight my way through. I'll get the car and I'll bring it around. Are you sure you can handle this? No. Are you sure you can fix time? No. Then we'll call it even. Here,
You'll need the keys. Ok, thôi chắc hôm nay mình chơi tới đây thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại Jack, các bạn trong you'll need these. Trời ơi, tao đang tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo nha.